À, dạ em xin phép chào tất cả cô chú anh chị và chào tất cả mọi người. Thì hôm nay là phiên lân rừng tối ngày 5 tháng 9 năm 2020 nha mọi người. Đấy. Thì như một khi thôi, hàng về lúc nào thì bán lúc đó nha mọi người. Đấy. Thì hôm nay hàng có về được 2 4 6 6 anh dạ hạt nha mọi người. Lại là chồn, đuôi chồn nha mọi người. Đấy. Đuôi chồn con tôm. Kiều vuông và một phần hoàng lạp và một phần kim nịt sân và có hai cái dây kiếm vip khủng này nha mọi người. Đấy rồi thì hôm nay đi hả, cái hàng giá hàng về nó cũng nhỏ giọt lắm nha mọi người. Đấy chung là cũng không có hàng để bán nha mọi người. Rồi thì trong có gì bán đó nha mọi người. Đấy. Rồi trước khi vào qua chi tiết thì em sẽ giới thiệu kênh của em. Kênh của em là kênh Núi Rừng Tây Nguyên Channel 2, số điện thoại liên hệ là 0706115694. Mọi người đặt hàng thì gọi điện thoại trực tiếp cho em qua số điện thoại này. Trường hợp mọi người gọi điện không được thì mọi người vui lòng nhắn tin, em sẽ chốt hàng qua tin nhắn và gửi đi cho mọi người trong thời gian sớm nhất nha. Đấy. Rồi. Thì theo thứ tự thì em sẽ giới thiệu từ trên xuống dưới nha mọi người nha. Đấy. Về kiếm nó đẹp, kiếm này như gọi em tạm thời gọi là kiếm voi đi mà. Rất là to. Đấy. Rồi, em sẽ giới thiệu từ trên xuống dưới. Đấy. Cái này là hàng giá hạt dề nha, hai dề nguyên bản, dề và có hai cái nguyên bản đó lớn đây, đấy. Một cái nguyên bản màu vàng, một cái nguyên bản màu xanh, đấy. Rồi, tạm thời em bỏ cái cây này qua một bên nha, đấy. Một bên, đấy. Dòng để nó gãy mất nha. Rồi, đầu tiên là một cái cây giá hạt nguyên bản, đấy. Giá hạt nguyên bản này ở vùng rừng đất cô nha mọi người. Đấy. Thì cái cây này là cây một cây nguyên bản bám vào thân gỗ rất là to nha mọi người. Đấy. Cái này rất là bự và nặng nha mọi người. Người dân rất là vất vả thì mới cưa được cái này, chặt được cái này để mang về đó. Trên dưới này đấy. Mang về rất là nặng nha mọi người. Đấy. Trong cái công người ta mang vác cái sản phẩm siêu phẩm này về thì rất là vất vả nhưng mà đấy. Thì cái nói chung là công chặt trèo này kia rồi mang vác về nhà thì có một cái gì nguyên bản giá hạt như thế này thì nói chung là cũng có cho chúng ta chơi đấy, là một tác phẩm này thì sự chịu khó của người địa phương nhưng mà đấy, người dân địa phương đấy. Người đi Lai Lan đấy thì cái gì này là gì rất là nhiều năm tuổi rồi nhưng mà đấy đó, mọi người thấy chi chít các cái thằng trên cái này này đó. Cái dòng giá hạt này dòng giá hạt thân đỏ nhưng mà thân đỏ này và hiện giờ là có các thân tơ đây thì còn có một mầm này, hai mầm này, ba mầm này, bốn mầm này và bên trong này có hai mầm nữa. Ui da, rất là nặng nhưng mà đây bên này có hai mầm nữa, mầm to và mầm kiến nữa nhưng mà đấy. Rất là bự đấy. À, em tạm thời dựng lại lại nhưng mà đấy. Dựng lại lại cho nó ấy. Rồi đó là cái sáu cái mầm đây, một cái cây nguyên bản đấy nhưng mà đấy. Còn về thân lá cây này thì thuộc dạng cây lá nhựa rất là dày luôn nha mọi người. Đấy. Cây rất là dày nè. Đó. Thân cũng thuộc dạng là thân nâu. Đấy. Và đặc biệt á là cái nói chung là cái cây nhiều người nhìn vào thế cây này kia là đẹp của mẫu cái cây nha mọi người. Thì cái dòng cây này là cái thân lá nó mọc á kiểu như là kiểu cánh cò nha, cánh cò cánh chim nhưng mà mọi người thấy để ý cái thân lá của nó không? Đó. Mọc có kiểu cánh cò này đó, một số cây giả hạt nó mọc là nó mọc lên này đó, mọc lên đấy, này là những kiểu mọc bình thường này nhưng mà con này thì nó mọc là kiểu cánh cò này đấy. Nhìn rất là nghệ thuật luôn nha mọi người, đó cái thân này này nó vươn lên nó mọc là kiểu cánh cò này. Đó nó lên mà nó rủ xuống, lên mà nó rủ xuống rất là đẹp đấy. Nói chung là mỗi cây nó có cái thế rất là đẹp đấy. Nhưng mà cái thế cây mọc này là cái một cánh cò đấy. Tạm thời thì em gọi như thế đấy. Cánh cò cánh chim á, riêng cái thân này này nù này đó, mọi người thấy mọc nó rất là đẹp đó. Này là các kiến đó.
Một số cây mà nó vướng này kia, nó trong quá trình vận chuyển về nó rụng lất, nó bị mất cái lá là ấy. Nhưng mà đấy, rồi cái nguyên bản này bán với giá là 1,8 triệu nhưng mà đấy, thì cái này mọi chỉ về bỏ vào chơi thôi chứ không cần phải ghép gì hết đấy. Này thì nguyên bản thì cần xếp chậm thôi đấy, không cần ấy đâu. Còn cái cước thì nó cũng cao rồi nhưng mà đấy, thì em khách cũng thích hàng lớn ở bên bưu điện này kia thì cũng cái cước phí nó cũng tương đối mềm nhưng mà đấy. Đó, mọi người thấy nhìn thấy cây ra đẹp đấy, thấy cây cây kiểu cánh cò nhưng mà đó. Nói chung lâu lâu nó có một những cái thế cây nó độc như thế đấy. Rồi, cây em này thì đáng rất là đáng sưu tầm nhưng mà đấy. Rồi tiếp theo là cây số 2, cây này là cây nguyên bản luôn, nguyên bản người ta chặt từ rừng về đó. Đây một em giả hạt đất bờ ne nha mọi người, này là đất côi, đất côi. Hai cái vùng này thì nó cũng gần nhau nha mọi người. Đất bờ ne là cũng là một xã của huyện Con Rẫy và đất côi cũng là một xã của huyện Con Rẫy của tỉnh Kon Tum. Đấy. Rồi em này có hai mầm, cây thân lá rất là ok nha mọi người, và trên thân thì có một cái trái nữa nha mọi người. Thật sự là rất là khó quay nha mọi người, một tay cầm điện thoại một tay quay hàng rất là khó. Rồi cái dòng này thì lá luôn mọi người thấy cũng rất là cứng cáp này, mọc từ dưới nè. Cái lá này thì kiểu lá cũng rất là đẹp đấy, cây lá vàng thân vàng luôn đấy, chung là cũng đang có xu hướng thất ngọn rồi, lá xếp rất là đẹp đấy. Hai mầm nhưng mà mầm đầu tiên thì 40 phân, mầm tiếp theo là 60 phân đấy. Cây ra cái thế, cái cây rất là đẹp luôn đấy. Rồi không thể che vào được nhưng mà đấy. Cây thân vàng nha, thân lá đều vàng đấy. Rồi cái giá này là giá 1 triệu nhưng mà cho cái cây nguyên bản giá đất cây hạt đất bình e Con Rẫy. Rồi, em tạm thời em bỏ xuống cho nó khỏi khỏi đổ nhưng mà đấy, cây này đẹp, thế nó đẹp, em để chắc bám rất là chắc luôn đấy. Rồi số 2 giá 1 triệu. Tiếp theo số 3 là một cái hàng nguyên về nhưng mà cũng là giá hạt ở vùng rừng đất bình e đấy, hàng nguyên về nè đó. Thì hiện giờ mầm này thì còn có 4 mầm tơ, 4 thân tơ, 1 2 3 4 đấy. Thì cái mầm này dài 1 2 3 4 80 phân này, 1 2 3 6 70 phân rồi nhưng mà đấy. 1 cái này 40 phân, con này là 1 2 3 4 5, cái này ở cả 90 phân rồi nhưng mà đấy. Thì cái điều đặc biệt của cái dòng giá hạt này á, thì mọi người để ý nè, lá nó mọc xá cốc luôn nhưng mà đấy, đây này đây, cách cốc một xíu xíu là đã có lá rồi đấy. Mọi người thấy kiểu lá của cái cây này cũng rất là đẹp đấy. Tấm này đó, nó đẹp luôn nhưng mà đấy, lá nó tròn tròn cái kiểu rất là độc đấy. Các cái dòng dạ hạt này độc thật. Đây có một cái dề này, dề con mọi người thấy xếp rất đẹp này. Còn dề này lá mít tròn này, đó. Lá to nhưng mà đấy. Lên tới thân lá đều to tròn đẹp luôn. Đó ngọn của nó đây. Đó. Rồi cái ưu điểm của cái dề này là nó hoàn toàn là tự nhiên nhưng mà hoàn toàn là tự nhiên. Thì mọi người về ghép vào trồng thì mà một năm thì nó 4 bồi hoa nó sẽ ra nha mọi người, và nó ra hoa xong thì nó sẽ nứt lên 4 cái mầm hoàn toàn tự nhiên chứ không phải là kích, không phải là cái này kia nha mọi người. Đấy, chơi những cái sản phẩm này là hoàn toàn tự nhiên đấy, nên mọi người rất là yên tâm này. Đó, cây tự nhiên rồi đấy, có các thân già đầy đủ đây, cây này cũng rất là nhiều năm tuổi rồi đó. Thì các mầm mãi khác thì mọi người có thể về ưng kỳ đấy, hoa thì số thôi nha mọi người, hoa số thôi. Đấy. Thì cái dề này dành cho khách nào người thích một lúc ra rất nhiều vòi bông nha mọi người. Đấy. Này thì dề rất là thích hợp. Đấy. Cây đẹp khỏe, hàng từ rừng về nha mọi người. Đấy. Đó. Lâu lắm mới có một cái dề đẹp
mà măng mận như thế này mà hàng rất là hiếm đấy, hiếm có. Trên rừng thì giờ trời cũng đi rất là sâu và xa này kia thì nó mới còn sót lại này, cái này và may mắn lắm mới được. Nhưng mà đấy, thì về này thân lá tất cả các điều điểm nó đặc điểm là rất là ưu tú hết. Nhưng mà đấy, cây rất là khỏe luôn, lá rất là đỉnh luôn đấy. Rồi cái gì số 3 là giá là 2 triệu nha mọi người, đấy, giá cũng tương đối mềm mà nha mọi người, giá sưu tầm được cho cái gì VIP như thế này đấy. Rồi đó là về số 3 nha mọi người đấy. Rồi tiếp theo về số 4, về số 4 cũng là một cái gì nguyên về này được 2 mầm đấy, này cũng giá hạt ở đất bà nè luôn nha mọi người đấy, cùng giá hạt này, cái thân lá rất ra thân thế rất là đẹp rồi. Cái chiều dài đấy, cái dòng này nó ra là ra từ từ gốc luôn nha mọi người đấy. Đây, 1 này, 2 này, 3 này, 4, 80 phân rồi. 1 này, 2 này, 3 này, cỡ gần 7 80 phân đó. Đấy, hai cái về hai mầm là thân lá đó, ok đấy. Thì nó cũng giống giống như cái về này, đây về này cũng rất là đẹp đấy. Cái thân già của nó bị ấy rồi nha mọi người, thân già nó em mà cứ khước cái rễ nó ấy rồi nha mọi người, nó tuột ra thân già thôi chứ không thân tơ này không ảnh hưởng gì hết. Nó còn cái thân nha, thân già chiều dài là bộ đố nha mọi người, dài dài rất là kinh khủng đó, chỗ này nó tuột cái thân già ra này, chồng chỗ này ra mình bị ấy nguyên đó. Đây nó tuột khúc chỗ này ra, không có vấn đề gì đâu nha mọi người. Đấy, này mọi người có thể về lấy kỳ cũng được. Đấy, rồi về này thì em bán giá là 1,2 triệu thôi, 1,2 triệu cho cái gì đẹp này, lá đẹp nha mọi người, đó, lá đẹp thân đẹp đấy. Ở trên thân cái dòng này nó sọc nhiều rất là nhiều nha mọi người, thân sọc lắm, cái thân nó rất là sọc luôn. Rồi tiếp theo là cây số 5, giả hạt đất bà nè 800, em này thì nguyên bản này, đấy, nguyên bản nghiêng về xanh sạch nha mọi người, nó nguyên về phần xanh sạch. Thì nói chung là cũng tương đối đó nhưng mà đấy, cho em không khẳng định là 100% là, nhưng mà hy vọng là những cái dê này nó thường sổ ra những cái mặt hoa rất là đẹp đấy, tương lai. Nhưng mà đấy, đó, mặt đây này đó, cây rất là đẹp, đây mặt dưới này đó. Chiều dài của nó thì khoảng 40 phân mà nhưng mà đấy, đó, bán giá 800 nhưng mà 800 cho cái dê nguyên bản này. Rồi tiếp theo cái dê cuối cùng, dê 450, đây cũng một cái dê cũng tương đối là hàng xanh đó nhưng mà đấy. Đó, nhưng mà nó queo 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 được 2 mầm này đó. Nói chung là ông sắc rất là xanh nhưng mà đấy, xanh này, xanh mơn mởn luôn. Thì người này về một người chăm và sổ hoa ấy thôi, hoa thì sổ số đó, cây con này, đó, mọc này đó, cây thân già rất là xanh luôn. Rồi số 6 giá 450 nhưng mà đấy. Rồi đó là xong cái phần giá hạt ngày hôm nay, chỉ có vài về thôi đấy. Rồi tiếp theo là đánh lăng đuôi chồn, chồn con tôm nhưng mà này hàng là hàng bút rừng đấy, hàng bút rừng giá 200.000 cho cái cây lớn này, mẹ bồng con nhưng mà đấy, vòi hoa rất là dài này đấy, cây càng lớn thì cây càng khỏe đấy. 200.000 cho cái gì này, thế mẹ bồng con rất là đẹp đấy, rất là hiếm có. Cái lăng đuôi chồn này mọi người hoa rất là dài và đẹp đấy, hoa màu trắng tím rất là đẹp như một cái đuôi ấy. Mọi người lên Google search là mọi người ra được cái hoa này. Rồi tiếp theo số 8 giá 120 cho cây này, nó cây khỏe là nó ra được 2 mầm hoa luôn rồi đấy, khỏe lắm đấy. Cây to nha, này là trồng trong mẹ trong trong đời đời, đời cổ luôn đấy, rất là bự đấy. Rồi số 8 120. Rồi tiếp theo là số 9 giá 100.000 này, hai gì đó mọi người thấy ra một cây ra 1 2 3 4 5 cái bồi hoa luôn nha mọi người, rất là kinh khủng luôn. Rồi tiếp theo thì số 2 này, rồi giá 100.000 cho cái phần này nha mọi người, bán giá rất là ok luôn rồi, một trong 100.000 hai gì luôn đấy. Đây là gì đầu tiên này đó. Rồi tiếp theo về số 2 này đó, mọi người thấy ra hoa là đỉnh luôn rồi. Đó, rất khỏe đấy. Rồi 100.000. Tiếp theo là số 11 cũng 100.000.
đây một cây này, hai cây này, đấy hai cây rất là khỏe luôn người, thấy cái hàng rừng thì nó rất là khỏe rồi. Tiếp theo là 12 100.000 chín cây, một này, hai này, ba này, bốn năm này, sáu này, bảy tám chín này, đó rồi 100.000 chín cây nha mọi người. Tiếp theo 13 100.000 chín cây luôn đấy. Một này, hai này, là hai vòng hoa kinh khủng luôn, ba bốn năm sáu bảy tám chín rồi cả lớn lẫn nhỏ 9 cây 100.000. Tiếp theo là đánh hàng kiều vuông 150 này, một phần đấy, một phần gồm các cái dê như thế này đấy. Một dê nè, hai dê nè, ba dê nè, kiều vuông hay còn gọi là thị thiên trắng đấy, nhưng mà thì cái dòng kiều này thì được rất là nhiều người ưa chuộng trong tất cả các dòng kiều đấy. Tiếp theo 15 nhá, 150 luôn đấy. Rồi một dê nè, hai dê nè, đó ba dê, đó ba dê nha mọi người. Cái kiều này thì nó rất là dễ sống nha mọi người, mọi người về trồng thì nó đẻ lên cái con rất là nhanh đấy. 150 16 đây, một dê nè, hai dê nè, ba dê nè, bốn dê nha mọi người đấy. Rồi bốn dê kiều giá 150 16. Rồi tiếp theo là đến hình 17 giá 200.000 cho hai dê. Đây đây là dê đầu tiên này, này dê lớn nha mọi người. Rồi tiếp theo là dê số 2 này. Rồi hai dê giá là 200 nha mọi người, hai dê lớn này. Tiếp theo là 18 200.000 cho cái hàng nhỏ nhỏ này đấy. Nó có nhiều dê, một này, hai này, ba này, bốn này, năm này, sáu này, bảy này, tám này, chín này, mười này, mười một này, mười hai này, 12 dê. Rồi 12 dê kiều vuông nha mọi người. Đấy. Giá là 200.000 cho cái hàng nhỏ này. Rồi tiếp theo là hoàng lan, đấy. Hoàng lan 150 cho cái phân này, đấy. Dòng này cây rất là to, đấy. Hôm nay hoa vàng rất là đẹp nha mọi người, đấy. Cái dòng này nó đã giống như sân thị tiên nha mọi người, đấy, nhưng mà này là hoàng lan, hoàng lạc á. Đấy, nguyên dê 1 này. 2 này. Đó. 2 dê này. 3 dê nè, đó. 4 dê nè. 5 dê nè. 6 dê, giá là 150. Cái dòng này rất là dễ trồng và dễ sống, đấy, rất là khỏe luôn. Đó, 19 giá 150. Tiếp theo 20 là cây kim điệp xuân nha mọi người, kim điệp xuân giá 100.000. Đấy. Mình có một dê nè, đó. Đây dưới này là cái thân già, một số cây đang rụng lá đó. Chờ hoa đấy. Đó, một dê nè, hai dê nè, đó, cây giống rất là khỏe luôn, to mập nha mọi người, hai dê nè, ba dê nè, đó, bốn dê, đó, bốn dê nha mọi người. Rồi cây này thì ra hoa vàng nha mọi người, hoa vàng và cái bò hoa rất là nhiều đấy, nhiều cái nó chùm xuống nha mọi người, đấy, rất là đẹp, đấy, 20 giá 100.000. Cuối cùng là hai cái bụi kiếm vip nhưng mà đấy, này là kiếm em gọi là kiếm kiếm voi đấy. Mà ở vùng này quan tâm gọi là kiếm quan tâm nhưng mà đấy. Em bị kiếm quan tâm mà em nói hay là kiếm voi do cái này nó to đấy. Đấy, mọi người thấy cái bản lá rất là bự luôn này đó. Có nhiều lúc thấy là nó có cả nổi cái gân lên luôn nhưng mà đấy, mọi người thấy cái sọc này đấy. Nhưng là kiếm nổi gân lá lên luôn nhưng mà đấy. Đây cây củ khá là bự luôn này, đây củ kiếm rất là bự này. Đó, đó hai bụi này thôi đấy. Thì hai bụi này nó cũng gần gần nhau đấy.
đấy, củ bự, củ kiếm bự chát luôn nha mọi người. Còn hoa của nó thì hoa phát đứng nha mọi người. Đây, mọi người thấy hoa nó là sai này, đó. Các cái bộ hoa nó dài nhoằng lên luôn này, đó. Còn cây cái đầu này thì nó xanh le, đấy. Rất là ngộ luôn, đấy. Này. Đó. Thì em cũng chẳng biết là kiếm gì nhưng mà, đấy. Thì tạm thời là gọi cho vui kiếm voi đi, cắm kiếm to bự chát đi. Đấy, này cũng thế. Hai về thì giống nhau, đấy. Mỗi về thì giá 600 nhưng mà, 22 giá 600 nè, 21 giá 600, đấy. Hai bộ kiếm rất là khủng luôn, đây, mọi người thấy vòi hoa nó lên tút lên trời ở luôn này, dài, nó đã, cái thân nó đã dài rồi, còn nhưng mà lá cũng dài hơn nữa nè, thân thì khoảng 60 phân luôn, đấy. Hoa lên trên đỉnh ở luôn mà, đấy. Rất là dài, đấy. Đấy, bản lá này em đo thì được 4 cm nhưng mà, đấy. 4 cm nhưng mà đấy, lá rất là bóng. Hiện nay mọi người có thể về tách ra từng bụi cũng được, đấy, từng củ như thế này cũng được, đấy, có thể để nguyên gì cũng được. Đấy, hoa nó rất là sai, này. Hoa dài nhoằng luôn. Vậy này thì có cây cầm cù bám theo này nhưng mà em này, rồi, kiếm này kiếm bốc rừng thôi, hoa sổ số. Đấy, mọi người thích thì mọi người mua nha, mọi người mỗi về giá 600 thôi, thì nói chung nó cân đối giá thôi. Lâu lâu mới gặp được những cái bộ kiếm nó khủng và nó kỳ lạ đến thế nhưng mà rồi. Rồi đó là cái lô cuối cùng ngày hôm nay của cái lô hàng này. Rồi mọi người đặt hàng thì gọi điện thoại trực tiếp em qua số điện thoại là 0706116694 nha mọi người. Trường hợp mọi người gọi điện không được thì mọi người vui lòng nhắn tin, em sẽ chốt hàng qua tin nhắn và gửi đi cho mọi người trong thời gian sớm nhất nha. Đấy. Rồi một lần nữa thì em xin cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi ủng hộ cái kênh của em trong suốt thời gian vừa qua. Để nhận những clip mới, mọi người nhấn vào nút đăng ký kênh ở góc này và bấm vào cái chuông thông báo để nhận tất cả các clip trên kênh một cách nhanh và sớm nhất. Rồi một lần nữa thì chúc tất cả mọi người một buổi tối thật vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình. Rồi em xin phép dừng clip tại đây, chào tất cả mọi người nha. Rồi.